Xin chào anh Tuyết ở Hà Nội. Mình là Nhật Audio. Hiện tại Nhật đang test âm ly xanh xui 881 trước khi giao hàng cho anh. Đây, mời anh. Tuy mình sẽ test được phần volume. Cách xa rồi ta đã xa cách lâu luôn và là radio sản phẩm. Đây. Lại cà phê thì hai tay anh ít năm a tài sai u sang cơ ho nến chân lại hai tay là kế hôm a làm là nghệ ta sĩ ta làm phụ nữa. Đây đài radio bắt sóng và nói là cực kỳ là tốt luôn. Đây vậy là mình đã test đầy đủ các chức năng từ volume ba lăng loa nét bát mít chép và đà radio đều hoạt động hoàn hảo. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tắm thùng xốp và giao hàng luôn cho anh. Ok, cảm ơn anh khách ở Hà Nội đã hỏi những audio rất là nhiều. Chào anh. Anh em thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.